Vâng, xin chào quý chú bác anh chị ha. Thì hôm nay em lên một clip về combo dao chưa vệ sinh và chưa mài ha. Thì mỗi combo đồng giá là 500 ngàn. Thì anh chị mình chốt mã nào thì mình gọi điện hoặc nhắn tin về số điện thoại trên tiêu đề ha. Ví dụ có ngày hôm sau anh chị chốt thì em có cập nhật những mã còn lại trên tiêu đề, thì anh chị cô bác mình đọc trên tiêu đề những mã còn, nếu mà mình ưng thì mình chốt ha. Thì bên em có hình thức giao dịch là chuyển khoản thì sẽ bao ship và ship code, giá ship tầm 25 ngàn. Thì combo này nó cũng hơi nặng. Combo này đồng giá là 500 ha. Thì em vô mã đầu tiên. Đầu tiên là gồm đây. 26 cây này. Thì đầu tiên là một cây thái mì của có hình con ngựa chữ A đây ha. Lưỡi sử dụng là cây này em chưa đo rồi. Lưỡi sử dụng là 22, hơn 22 ha. Khoảng gần 22.5. Bản là gần 8 ha. 79, 78 gì đó. Và chiều dày gần cán là khoảng 1.5 ly. Gần 2 ly ha. 2 ly. Cái này của Hirotomo ha. Em thấy có chữ A với con ngựa nè, cũng không khẳng định đâu. Cây thái mì ha, khâu đồng, cán gỗ ha. Mã số 1, C1. Tiếp theo là combo đó còn một cây Santoku, hãng Mirage ha. Lưỡi sử dụng là 16.5, bản 4.3 và dày là 1.8. Khâu đúc á. Một cây dao thép không gỉ. 16.5 cm. Thứ ba là một cái lưỡi. Lưỡi này anh chị về mình làm cán nha, dài làm 21. Bản 3 và dày là 2 ly. Cây này mình thái sashimi có chữ đi ha. Tiếp theo là một cây dao lóc thịt trâu thịt bò đó, dùng cho anh chị mình bán thịt ngoài chợ đó. Lưỡi sử dụng 13.5, bản 1.6 và dày là 2 ly ha, có chữ đây. Hai chốt đồng ha. Tiếp theo là một cây dao nhỏ với một cây này mình bỏ vô thêm thôi. Một cây dao có rãnh trung dính nha. Rồi mã số C1 gồm như đây, C1. Tiếp theo em lên mã C2. C2 gồm có 4 cây ha. Đầu tiên là một cây Kyoto 3 chốt đồng ha. Lưỡi sử dụng là 23, bản 4.3 và dày là 2 ly ha. Phần chữ đây. Hình thức cây dao, chữ hai bên luôn. Hai là một cây dao có rãnh trung dính. Lưỡi sử dụng 18.5, bản 4.5 và dày khoảng 1.5 ly ha. Thì cán còn đẹp không? Anh chị mình về mình vệ sinh mình mài lại. Thứ ba là một cái lưỡi hai mặt ha. Có chữ nè, chữ 3 với chữ Buro nè. Lưỡi sử dụng là 14, bản 3.2 và dày gần cán là 3.5 ly ha. Này anh chị về mình làm cán vô. Cái này rèn thủ công ha. Hai mặt. Cây cuối cùng là một cây Betty Misono. Lưỡi sử dụng là 10.3 và bản 2 và dày là 2 ly ha. Cái này cán mọi thứ còn đẹp không? Thì phần chỗ này anh chị về mình gõ lại một chút cái phần lưỡi này. Combo số C2. C2 500. Tiếp theo lên combo C3 là gồm 4 cây. C3. Đầu tiên là một cây Gyoto Masahiro 3 chốt đồng. Lưỡi sử dụng là 26, bản 4.7 và dày là 2 ly.
cây Masahiro. Dày 2 ly cây này về còn đẹp á. Thì anh chị về mình lấy lại dáng với lại mình mài lại cây này thì cũng không có mất nhiều công để mình vệ sinh đâu. Nó còn sáng đẹp, không có rỗ rỉ gì hết. Tiếp theo là mã cây số 2 là một cây sashimi dài 22 lưỡi, bản 2.7 và dày là 3.1 ly gần cá nè, có chữ đây. Chữ thủ công. Khâu nhựa. Chữ hai bên luôn. Thứ ba là một cây Betty. Lưỡi 14.5, bản 2.3 và dày khoảng 1 ly, 1.5 ly. Cán còn đẹp không? Còn tem. Cái này anh chị về mình cũng vệ sinh sơ thôi, tại vì nó còn đẹp, không có bể rỉ. Thứ tư là một cây Santoku Mini 14, bản 4 và dày là 1cm. Đây. Cán nhựa ha. Rồi combo C3 gồm 4 cây. Tiếp theo lên combo C4 gồm 5 cây ha. Đây, C4. Đầu tiên là một cây Giotto dài. Cây Giotto thép carbon ha. Chữ đây. Lưỡi sử dụng 27, bản 4.8 và dày 2 ly ha. Hai chốt đồng nó bị ten nè, ten đồng đây. Khâu đúc á. Lưỡi 27. Dày 2 ly, bản 4.8 á. Thứ hai là một cây Nakiri. Nakiri lưỡi sử dụng 15.5, bản 4.5 và dày 3 ly gần cán á. Cán gỗ khâu nhựa. Hình thức cây dao ha. Thứ ba là một cây cây đề ba mini khâu sừng á, khâu sừng có dán ngậm nè. Lưỡi sử dụng 13, bản 3.7 và dày là 5 ly ha. Hình thức cây dao đây, khâu sừng. Rồi thứ tư là một cây Santoku. Cán gỗ hai chốt. Lưỡi sử dụng là 16.5, bản 4.5 và dày khoảng 1 ly ha. Cái này thì anh chị về mình vệ sinh mình mài lại thôi, bạn còn đầy đủ không? Thứ năm là một cây cắt bánh mì ha. Cây cắt bánh mì dài 20, lưỡi dài 20cm, cán nhựa. Cắt thịt đông cũng được. Rồi combo C4. C4 gồm 5 cây ha. Tiếp theo lên combo C5. C5 gồm 5 cây. Đầu tiên là một cây Masamoto ha. Anh chị về mình làm cán lại. Lưỡi sử dụng là 20.5, bản 3.8 và dày 1.8 ly ha. Thì mình về mình làm cán lại. Hình thức cây dao này. Cây này nó cũng không có bị rỉ đâu. Nó chỉ xét xét rồi anh chị về mình mài nó đi à. Mài trà nhám sơ qua nó đi à. Lưỡi sử dụng 20.5, bản 3.8 Masamoto đây. Thứ hai là một cây ba lớp. Cây ba lớp đây. Cán gỗ còn đẹp mà. Còn đẹp nguyên á. Lưỡi sử dụng 18, bản 4.5 và dày này khoảng 1.5 ly ha. Chữ hai bên luôn. Thứ ba là một cây Yoto. Cán gỗ hai chốt. Lưỡi sử dụng 16 là bản 4.3 ha. Bên này có phần chữ in laser nè. Tư là một cây Patty nhỏ. Một cây đề 3 mini. Lưỡi sử dụng là 9, bản 4.8. Bản 3.8 và dày là 3 ly. Cán gỗ khâu nhựa. Chữ đây ha. Rồi mã C5. C5. Tiếp theo lên mã C6 là gồm 6 cây.
tiên là một cây dao thái ha, hoặc là mình dùng để lóc cũng được. Cây này nguyên bản từ cái bản nó lớn lắm. Cây này ba lớp lõ lên tới sống, tận sống dao luôn á. Lưỡi sử dụng 14 bản 5 và dày là 3.5 ly. Cây này ba lớp rất là bén á. Cái này do em để bảo quản không tốt là chứ lần trước em cũng có vệ sinh cây này rồi, nhưng mà để nó bị nước nè. Hâu đồng không? Lưỡi 14 bản 5 và dày 3.5 ly, nhìn cán. Cán còn đẹp nguyên không? Thứ hai là một cái lưỡi Giotto. Chữ đây. Còn đẹp không? Để anh chị mình làm cái cán, hàn cái cán nha. Lưỡi sử dụng là 23.5 bản 4.4 và dày là 2 ly ha. Mình thích cái dao đây, cái lưỡi đây, về anh chị mình làm cán thêm. Thứ ba là một cây lóc thịt trâu bò đó, thì chữ đây cũng giống như cây trong combo xuống combo trước. Lưỡi 11.5 bản 1.6 và dày 2 ly ha. Tiếp theo là một cây Santo cư của Kai ha. Cây này ba lớp cán nhựa chốt khâu đúc rời nè. Cán hơi hở chút này, hơi bị chỗ này tét chút. Lưỡi sử dụng 14 bản 4.2 ha. Ba chốt. Ba cây này ba lớp ha. Tiếp theo là một cái lưỡi cây này Giotto mà một mặt bát một mặt nè. Lưỡi sử dụng 15 bản 4 và dày là 4 ly ha. Cây này thì nó có chữ ở bên đây. Đó. Rồi một cây dao nhỏ nữa. Combo C6 đây ha. C6. Tiếp theo bên combo C7. Combo C7. Đầu tiên là một cây đề 3 chốt đồng ha. Vì anh chị mình làm lại cái cán. Hình thức cây dao còn đẹp, không có bị rỉ cái lưỡi ha. Lưỡi sử dụng 14 bản 4.5 và dày là 7 ly ha. Đây là phần chữ bên mặt bên đây. Chữ rất là đẹp, không có chữ. Rèn thủ công ha, rèn tay. C7. Tiếp theo là một cây cai. Cán nhựa nó bị hở chỗ này ha. Ba chốt. Lưỡi sử dụng 16.7 bản 4.5 và dày là 1.5 ly của Kai. Đây có lô khắc Kai này. Thứ ba là một cây Giotto dài 27.5. Lưỡi bản là 4.9 và dày là 1.8 ly. Thì cán nó bị hở chút. Của Masakane Inox. Cái này mình để thái thì thái rau dài lưỡi tới 27.5 lận. Rồi thứ tư là một cây dao có rãnh trung dính nha. Cán nhựa, lưỡi sử dụng là 16.5 bản 4.4 luôn. Rồi thứ năm là một cái lưỡi Nakiri thép không gỉ ha. Lưỡi 16 bản 4 ha. Này về anh chị mình hàn cái cán vô. Có chữ bên này ha. Rồi mã C7. C7 gồm có 5 cây. Tiếp theo lên mã C8. C8 gồm 4 cây nha. Đầu tiên là một cây Nakiri ha. Cây này không gỉ ha. Phần cán còn đẹp nguyên ha. Lưỡi sử dụng là 16.5 bản 4.6 và dày là 1.5 ly. Tiếp theo là một cây đề 3 dài 13.5 bản 4.4 và dày là 6 ly ha. Chữ rất là đẹp không? Cây này không inox không? Tiếp theo là một cây làm lươn. Lưỡi sử dụng 13 bản 2.7 và dày khoảng 3.5 ly gần cán á. Có chữ bên đây đây. Một lưỡi sashimi 19.5 bản 2.7 và dày 3.5 ly.
combo C8 à. Tiếp theo em lên combo C9. Đầu tiên là một cây Kyoto khô đúc, cán còn đẹp ha. Lưỡi sử dụng 24 bản 4.7 về dày là 2 ly chữ ha. Hai là một cây Betty Đức ha. Cán còn đẹp ha. Lưỡi sử dụng 12.5 bản 2.7 và dày là 1.8 ha. Tiếp theo em lên cây số 3 là một cây Kiza ha. Cây này còn đẹp nguyên, rất là dày ha, 3 lớp ha. Lưỡi sử dụng là 16 bản 4.2 và dày là 3 ly gần cán ha. Cây này rất là dày luôn. Em lên một thứ tư là một cây không biết này thuộc dạng là dao gì luôn. Thì cái chỗ này sống dao rất là dày nè. Lưỡi sử dụng là 9 bản 5 và dày là 4 ly gần cán á. Cái này về không biết chặt cái gì luôn. Cái này vát hai mặt ha. Nghiêng về 73 nhiều. Bên phải. Một cây Sashimi ha. Lưỡi dài 18. Một cái lưỡi dài 8 cm ha, có chữ đây. Rồi combo C9 6 cây ha. Tiếp theo bên combo C10 gồm có 4 cây. Đầu tiên là một cây Nakiri ha. Cây Nakiri của Hirotomo nè, có chữ ở trên cán luôn. Và có chữ nhỏ ở trên lưỡi dao luôn ha. Đây. Lưỡi sử dụng là 16 bản 4.8 và dày là 3 ly gần cán á. Thì với mấy anh chị mình vệ sinh mình mà lại. Hai là một cây bản bự ha. Cây này chắc Thái. Lưỡi 13 bản 8.2 và dày là 1 cm ha. Có chữ Nhật bên đây. Đây ở trên luôn á. Thứ ba là một lưỡi cây đề 3 dài 16 bản 5.2 và dày là 8 ly ha. Cây này có chữ mặt bên phải khắc rất là đẹp. Cây này thì anh chị về mình vệ sinh cũng không có mất nhiều thời gian đâu, tại vì nó không có bị rỉ sâu, không có bị rỉ. Nó chỉ bị bề mặt một chút xíu thôi, không có bị rỗ vô trong ha. Về mình làm lại cán ha. 8 ly dài 8 ly. Số 4 là một lưỡi đề 3 chữ đây. Lưỡi sử dụng là 13.5 bản 3.2 và dày là 6.5 ly. Thì anh chị mình về mình làm cán thêm. Rồi combo C10 giá 500 ha, chuyển khoản em sẽ bao ship. Theo lên combo 11. Đầu tiên là một cây Nakiri 16-15.5 bản 5.5 và dày là 3 ly ha. 3 ly gần cán. Hay là một cây Nakiri khâu nhựa, cán nhựa ha. Lưỡi 15.5 bản 6.4 ha. Dày khoảng 1 ly ha. Ba là một cây có đánh chung dính Santoku ha. Thép hồng kỹ, lưỡi sử dụng 16 bản 4.5 ha. Cán nhựa. Thứ tư là một cây cắt bánh mì Galaxy dài 19.5 bản 2.7 và dày khoảng 1.5 ly. Thứ năm là một cái lưỡi đề 3 chữ đây. Lưỡi sử dụng 15.5 bản 4.8 và dày là 8 ly chữ. Khắc thủ công rất là đẹp. Về thì mình anh chị mình hai lớp thép rõ ràng luôn. Cái này mình vệ sinh cũng nhanh, nhưng mà chắc phải hàn cái tang mới để gắn làm cán này. Theo là hai cái lưỡi sashimi nhỏ. Rồi mã C11. Đây ha. Tiếp theo là mã C12. Đầu tiên là một cây Santoku thủ công. Lưỡi sử dụng là cây này 3 lớp. Lưỡi sử dụng 16 bản 4.6 và dày 3 ly gần cán nè. Chữ này của Tosa nè. Làm nghề Tosa cây này 3 lớp ha. Một cây Yoto thủ công, về anh chị mình làm cán lại.
Hai là một cây đề ba. Có chữ đây. Lưỡi sử dụng là 11.5 bản 4 và dày là 3 ly á. Cái này còn sáng đẹp, mặt sau còn sáng đẹp á. Mặt trước mình cũng về mình trả sơ thôi. Thứ ba là một cây Santoku. Có lỗ để mình móc treo lên trên gá dao để cho nó sạch sẽ đó, ha. Đây, của lưỡi sử dụng là 14.5 bản 4.4 nè. Cái này lúc về nó còn dán băng keo giấy, cái lưỡi nguyên luôn. Thứ tư là một cây cắt bánh mì dài 20 cm. Năm là một cây Nakiri lưỡi 14 bản 5.2 và dày là 3 ly gần cán nè. Sáu là một cây sashimi. Cây này thì bản còn nhưng mà anh chị mình về mình mài qua cái khúc này đi ha. Lưỡi sử dụng là 19.5 bản 3 và dày là 2.5. Nếu mà mài vô thì nó mất khoảng tầm 2 ly, 2 ly hoặc 2 ly rưỡi. Chữ đây ha. Tiếp theo là một cây Betty SP 2000 dài 12.5. Thì mình có thể làm lại cán hoặc để cán này mình xài cũng được, nó hơi bị cong đi. Mấy anh chị bẻ ra ha. Mã xe 12 500 ha. Tiếp theo lên mã xe 13. Đầu tiên là một cái lưỡi Santoku nè. Cây này 3 lớp ha. Lưỡi 16 bản 3.9 và dày 3.5. Phần cây này thủ công à. Làm lõi rất là dày ha. Thứ hai là một cây dao làm lươn khâu sừng ha. Hôi sừng bị dán gặm rồi, hơi bị tét chỗ này. Lưỡi sử dụng 13 bản 2.7 và dày chỗ này là 4.5 ly á. Hình thức cây dao đây. Thứ ba là một cây Nakiri. Lưỡi sử dụng là 16 bản 4.8 và dày là 3 ly gần cán. Cây này 3 lớp á. Khâu nhựa á. Tiếp theo là thứ tư là một cây này mình có. Cây này lưỡi sử dụng là 17 bản 4.7 và dày là 2 ly ha. Cây này nó có rãnh chống dính mà nó có phụ chống dính luôn nè. Ba chốt cán nhựa ha, cán còn đẹp không. Rồi thứ năm là một cây Santoku. Cán gỗ, lưỡi sử dụng 16.5 bản 4.7 ha. Chữ đây. Combo C13 gồm 5 cây, 2, 3, 4, 5. Tiếp theo lên combo C16 gồm 5 cây. Đầu tiên là một cây đề 3, lưỡi sử dụng là 15.5 bản 4.8 và dày là 3.5 ly. Cây này khâu nhựa ha. Dày 3.5 ly ha. Tiếp theo là một cây sashimi dài 18.5. Cây này về anh chị muốn chế thành cây gì cũng được thôi mình. Hoặc chế thành vỏ trái cây cũng được. Thứ ba là một cây Gyoto của Kanemasa ha. Lưỡi cây này thép carbon nè. Khâu đúc ba chốt nè. Cán còn đẹp ha. Lưỡi sử dụng 24 bản 4.4 và dày là 1.8 ly. Hình thức cây dao nè. Chữ đây ha. Rồi, thứ ba, thứ tư là một cây Kirutsuke của KTC 360 nè. Thép đặc biệt ha. Special style nè. Của J-Max nè. Nó là một cây miếng thép thì dính ở đây. Lưỡi sử dụng là 15.5 bản 4.2 và dày là 1.5 ly ha. Tiếp theo là một cây cắt bánh mì có hai bên luôn ha. Thép không gỉ ha. Lưỡi sử dụng dài là 20 ha. Phần cán này không biết làm bằng gì, chắc bằng nhựa hay bằng nhựa giả gỗ. Rồi combo C 14 gồm 2, 4, 5 cây. Tiếp theo lên combo C 15. Đầu tiên là một cây đề 3 bị tét cán rồi ha. Lưỡi sử dụng 15 bản 4.8 và dày là 4 ly ha.
là một cây Santoku khâu đúc, cán đúc luôn, lưỡi sử dụng là 16 bản 4.5 và dày là 1.5 ly ha. Zana. Tiếp theo là một cái lưỡi Santoku ha. Nó bị cong thì anh chị mình về mình gó lại ha. 17 cm và dày là 4.7 cm ha. Thì anh chị mình làm cán lại. Thứ tư là một cây Petty của Mỹ á. Phần cán làm lần trước em có bán một cây mà nó dài hơn mà, nhưng mà là cây bánh mì của Make in USA đây. Đó. Dài lưỡi là 7 cm ha. Theo là một cây Santoku mini, lưỡi 13 bản 3.8 và dày là khoảng 1 mm ha. Cây này 3 lớp ha. Cán còn đẹp ha. Theo là một cái này thì em bỏ thêm vô thôi. Về nó ngắn quá, anh chị mình chế cái gì thì chế. Một cây đề ba mini, lưỡi 13.5 bản 3.9 và dày 5 ly ha. Một cây dao nhỏ. Và một cái cây dao cạo ha. Cây này của Mỹ hay của gì đây? Rất là bén ha. Có chữ đây. Vậy anh chị mình vệ sinh mà lại là có dao cạo râu đấy. Rồi combo C16. Tiếp theo lên combo C17 gồm một cây dao này chế lại ha. Cây dao này mình chế lại giống như mấy cây bản bự mà họ chế lại cây này à. Chế lại hai mặt nè. Giống kiểu làm lươn. Lưỡi sử dụng là 15 bản 4.3 và dày 3.5. Về anh chị mình thái đồ cũng được, rất là bén. Có chữ đây mà nó hơi mờ mờ, nhưng mà nó không có bị gãy gì. Nó không có bị rỉ thôi. Nhưng mà cây này anh chị về do thép thủ công nên là anh chị về vẫn phải sử dụng bảo quản. Mình bôi dầu ăn ha. Hoặc là rửa sạch mình lau khô mình bôi thêm dầu ăn vô. Cán bị hư rồi ha. Để vậy xài cũng được, hoặc là thay cán mới cho nó đẹp đi. Lưỡi 15 bản 4.3 và dày gần cán là 3.5 ly. Thứ hai là một cây khâu sừng, nhưng mà xài nó bản nó còn nhỏ ha. Chữ đây, không biết là chữ gì luôn. Cây này về mình làm lòng heo, lòng gà gì đó. Lưỡi 13 bản 3.8 và dày gần cán là 4 ly. Thứ ba là một cây dao bỏ túi ha. Thì về anh chị mình vệ sinh và làm lại. Khâu sừng ha. Cán ốp sừng. Chữ đây. Một cái lưỡi đề ba mini ha. Này dài khoảng 7 hoặc 9 xăng. Có chữ Nhật. Một cây dao cạo râu ha. Của Kurosaki. Kurosaki. Một cây dao để mà lạng da ha. Lạng da. Cái này em cũng không biết là cái gì luôn, để làm bánh quá. Cắt bánh quá. Lưỡi 12 bản rộng là 11 cm, dài 12 rộng 11 cm. Rồi mã số C17 ha. C17. Tiếp theo lên combo C18 là một cây King Hunter ha. Cây này anh chị mình về chắc làm lại cái cán ha. Vệ sinh lại hết. Lưỡi 13 bản 2.4 và dày là 3 ly ha. Bản 2.4 khúc này và dày khoảng 3 ly ha. Về anh chị mình làm lại cán ha. Chất thép carbon rất là tốt ha. Rất là bén luôn. Nhưng mà về mình phải vệ sinh mình làm lại. Đây là một cây dao bỏ túi ha. Để đi câu cá hay gì đó. Đây, hãng của nó đây. Lưỡi sử dụng là 9 bản 3.5 và dày là 2.5 ha. Đây. Này để mở hộp, còn này gì em cũng không rành luôn. Dao bỏ túi. Cái này về anh chị chỉ vệ sinh sơ thôi. Rồi tiếp theo là ba cái lưỡi ha. Lưỡi này bỏ thêm đi thôi.
Lưỡi này dài 15.5 và dày chỗ này khoảng 3, khoảng 45 ly gì đó. Còn cây này 10.5. Hai cái lưỡi này 10.5 á. Cái này theo mỏng hơn chút. Cái này thì dày. Rồi mã C18500. C18 cái này mình để bỏ túi đi câu cá hay gì đó nha. Tiếp theo lên mã C19 nha. Đầu tiên là một cái lưỡi của Tosa nè. Không biết sao mà làm dáng dao này luôn á. Dáng lưỡi này Tosa ha. Lưỡi sử dụng là 18 bản 4.8 và dày là khoảng 2.5 ly. Thì anh chị về mình hạ lại mình làm lại cán nữa. Thứ hai là cây Giotto ha. Cây này chắc là dao thái á. Này bỏ túi ha. Có vỏ rất là đẹp. Hơi bị lung lay, chúc anh chị về mình chỉnh sửa dán keo lại. Lưỡi hơi mỏng ha, 1 cm à, 1 ly à. Lưỡi 10 bản 3. Thứ ba là một cây dao Đức ha, Santoku Đức. Nó bị rớt cái chốt này ra, để nguyên xài cũng được, hoặc anh chị mình đóng thêm cái chốt vô. Còn không có bị hở ha. Đây, có hình người Đức nè. Lưỡi sử dụng 17.5 bản 4.3 và dày là 2 ly ha. Rồi thứ tư là một cây đề 3. Dán vô đề 3 ha. Có chữ ở trên cán với chữ ở trên lưỡi dao luôn. Lưỡi sử dụng là 13.7 bản 3.7 và dày là 3.5 ly ha. Cái này thì mấy anh chị về mình chà sơ qua đi, nó không có bị rỉ sâu gì đâu. Chữ đây. Thứ năm là một cây Petty Misono có vỏ ha. Đây chữ Misono đây. Lưỡi sử dụng là 10.5 ha. Cán còn đẹp nguyên còn vỏ ha. Đây chữ Misono. Một cây dao nhỏ bỏ kèm nữa ha. Rồi mã số C19 ha. Cuối cùng là C20. C20 đầu tiên là một cây Betty cán thu đúc ha, của Masahiro. Thì cây này anh chị về mình trả lại thôi. Cán còn đẹp hơn, chị mình chỉ vệ sinh lại, mình mài lại rồi mình xài sử dụng thôi. Đây, em cũng quên đo cây này rồi. Lưỡi sử dụng là khoảng 10-11 ha. 11, dày khoảng 1.5 ly ha. Thứ hai là một cây Santoku 3 lớp lõi VG ha. Cái này là nó bị mẻ lên đây, thì anh chị mình về mình mài lên. Còn chỗ này nó bị xước chứ không phải là bị nứt đâu, bị xước thôi. Lưỡi sử dụng là 18 bản 4.4 và dày là 1.8 ly ha. Cán gỗ. Thứ ba là một cây Giotto cũng 3 lớp nè. Cái khâu đó, cái phần lưỡi rất là dày luôn. Lưỡi 18 bản 3.8 và dày là 2.5 ly ha. Cái này về anh chị để nguyên hoặc về anh chị mình thay cái cán lại ha. Tại vì nó bị mòn đi rồi. Hai cây dao nhỏ nữa ha. Rồi combo C20 giá 200 ha. Giá 500. Tận đồng giá 500 hết ha. Anh chị chốt mã nào mình vui lòng mình điện thoại về số điện thoại để trên tiêu đề, hoặc inbox về số điện thoại trên tiêu đề ha. Qua ngày hôm sau anh chị có chốt hàng thì mình lưu ý trên tiêu đề, còn những mã nào nếu mà còn thì anh chị nhắn tin điện thoại giùm em ha. Khoảng sau 2 tuần hoặc là 1 tháng thì thường thường những bên em sẽ không còn hàng nữa. Em xin chân thành cảm ơn.